Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, uh, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch về nhà mới trong cái tháng 8 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn uh, Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để chọn được những cái ngày nhập trạch cát lành về nhà mới giúp cho được vượng khí và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ À, thưa quý vị tháng 8 âm lịch ấy, nó khởi từ ngày mùng 3 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch và cái tháng tháng 8 âm lịch nó là tháng Quý Dậu nó là tháng đủ và có 30 ngày à, quý vị thân mến thì đầu tiên bao giờ cũng vậy để lựa chọn ra được ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ ra những ngày xấu cần tránh và trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì tử thông sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để tìm ra cho quý vị và các bạn những ngày lành tháng tốt để tiến hành công việc nhập trạch về nhà mới cho nó được hanh thông thuận lợi. À, quý vị hãy mở trang 180 của quyển sách ngày tốt toàn thư để chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu về những cái ngày tốt nhập trạch quý vị nhé. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 119 để thể nghe quyển sách ngày tốt toàn thư cũng như là gì để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về những ngày tốt nhập trạch trong tháng 8 âm lịch. À, thưa quý vị, ngày xấu đầu tiên mà chúng ta cần phải loại bỏ để cho công việc nhập trạch nó được hanh thông thuận lợi ấy, thì đó là ngày sát chủ ngày sát chủ trong cái tháng tháng 8 âm lịch nó là ngày xỉu ngày xỉu và ngày thìn nhá ngày sửu thì chúng ta sẽ có hai ngày mùng 8 là ngày đinh sửu ngày 20 là ngày kỷ xỉu còn ngày thìn thì chúng ta sẽ có hai ngày 11 là ngày canh thìn và ngày 23 nó là ngày nhâm thìn tiếp đến ngày xưa xấu thứ hai mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó là ngày thụ tử ngày thụ tử nó rơi vào những ngày mùi nó bao gồm có 3 ngày mùng 2 Tân Mùi, 14 là Quý Mùi và ngày 26 nó là ngày Ất Mùi. Tiếp đến ngày thứ 3 mà quý vị cần để kiêng đó là ngày Dương Công Kỵ. Dương Công Kỵ nó rơi vào ngày 27 âm lịch, nó là ngày Bính Thân. Nó là ngày Dương Công Kỵ. À tiếp theo đến ngày thứ 4 mà quý vị cần phải loại bỏ đó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương thì chúng ta sẽ có 6 ngày: mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27 đó. Đó là những cái ngày Tam Nương. Và ngày mùng 3 thì nó sẽ rơi vào cái ngày nhâm thân này. Ngày mùng 7 nó là ngày bính tý Ngày 13 thì nó rơi vào ngày nhâm ngọ. Ngày 18 nó rơi vào ngày ngày đinh hợi. Ngày 22 là ngày tân mão. Ngày 27 thì nó sẽ là ngày, nó là ngày bính thân. Nó trùng với ngày gì? Nó trùng với ngày dương công kỵ quý vị nhé. À, tiếp đến ngày số thứ năm mà chúng ta cần phải loại bỏ đó chính là ngày nguyệt kỵ Nguyệt kỵ chúng ta sẽ có 3 ngày mùng 5, 14 và 23. Đúng không? các cụ nói là mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ huống chi là đi buôn, đúng không ạ? Vậy nên ngày mùng 5 chúng ta bỏ nhá, ngày mùng 5 là ngày giáp tuất này. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày quý mùi và ngày 23 nó là ngày ngày nhâm thìn, đó. Đó là ba cái ngày nguyệt kỵ mà quý vị cần phải tránh. Một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải tránh đó là ngày nguyệt phá. Thì trong tháng này là tháng 8, nó là tháng quý dậu đúng không ạ? Chúng ta có cục diện là mão dậu tương xung. Vậy nên tất cả những ngày mão là ngày người phá, nó bao gồm có hai ngày là ngày mùng 10 là ngày kỷ mão và ngày 22 nó là ngày Tân mão. Đó, đó là những cái ngày xấu mà quý vị cần phải tránh để cho việc uh, nhập trạch nó được thuận lợi, hanh thông và may mắn hơn. À, sau khi nó loại bỏ những ngày xấu này rồi, ấy, thì chúng ta cũng xét thêm một số ngày nữa, đúng không? ạ? Thì chúng ta biết là ngày nhập trạch ấy, thì nó cũng cần phải là chọn những ngày tốt, đâm ra những ngày mà xấu thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ, đúng không ạ? Ngày số thứ sáu mà chúng ta cần phải kiêng nhé, đó chính là ngày nguyệt yểm. Ngày nguyệt yểm thì nó là ngày mão. Đã ngày mão chúng ta không dùng nhé, nó phạm ngày gì? Nguyệt phá rồi. Còn thằng thìn thì phạm vào sát chủ, sửu cũng là sát chủ. Tiếp đến ngày thiên tạc thì nó cũng là ngày mão. Đó, ngày thiên tạc thì nó xảy ra cái chuyện là trộm cắp, mất trộm mất cắp, hay là gì? Hay bị cướp giật, Đơn giản là chúng ta cũng không chọn. Tiếp đến là ngày địa tạc, nó là ngày ngọ nhé, thì quý vị cũng cần phải lưu ý. À, Tiếp đến ngày thứ 9 nó là ngày vãng vong, ngày vãng vong thì nó là ngày tí nhá. Đó. À, ngày trực kiên thì nó là ngày dậu đúng không ạ? Ngày tháng 8 là tháng quý dậu mà thì nó trực kiến tại dậu. Trực phá là ngày mão thì chúng ta lại bỏ rồi đúng không ạ? Tiếp theo ngày thứ 12 nó là ngày trực bình, trực bình nó là ngày tí thì chúng ta cũng cần phải xem xét. Ngày trực thâu thì nó là ngày ngọ. Chúng ta cũng cần phải để ý. Ngày âm thác nó là ngày ất mão nhưng mà ngày mão này nó phạm vào ngày nguyệt phá chúng ta không dùng nhé ngày dương thác nó là ngày tân dậu tân dậu trong tháng này không có này à, tiếp đến ngày thiên ôn thì nó là ngày thân rồi ngày thân phạm thiên ôn đó. À, ngày thiên hỏa thì nó là ngày dậu ngày thiên hỏa lại là ngày dậu thì chúng ta cũng cần phải xem xét ngày độc hỏa đấy ngày độc hỏa thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé à, bên cạnh đó chúng ta còn ngày hoang vu ngày hoang vu là ngày mão thì chúng ta lại bỏ rồi ngày hung nhật thì nó là ngày tị vậy nên là quý vị cũng cần phải xem xét và bên cạnh đó thì cũng có những cái ngày khác như là ngày thổ tiệt yên hòa, nó là ngày tỵ và ngày hợi. Như vậy ngày tỵ là thuộc thổ tiệt yên hòa này, ngày hợi cũng dính này. Tiếp đến là ngày tránh tiệt yên hỏa thì nó là ngày ngọ nhé. Đó. À, bức cạnh đó thì còn một số ngày xấu nữa, như là cái ngày kỵ chuyển nhà thì nó là ngày hợi. Thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Đó. Đó là những cái ngày xấu mà quý vị cần phải lưu ý để chúng ta gì chọn ra những ngày lành tháng tốt nó không bị phạm bất cứ, cứ cái điều gì và nó sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ à, sau khi loại bỏ những ngày xấu cần tránh thì tử thông cũng sẽ tiếp tục sử dụng quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch cho nó được thuận lợi và may mắn hơn thì ngày tốt nhập trạch đầu tiên nó là chính là ngày gì ngày cát nhật nhập trạch nó bao gồm những ngày sau nó bao gồm ngày giáp tý ngày giáp tý thì trong tháng không có đâu ngày ất xỉu, đinh xỉu, quý xỉu thì không có tiếp đến là gì đến ngày dần thì có ngày mậu dần và ngày nhâm dần ngày bính dần mậu dần nhâm dần bính dần và canh dần như vậy là chúng ta có hai ngày đầu tiên là ngày mùng 9 là ngày mậu dần mậu dần thứ hai là ngày 21 là ngày canh dần đó là ngày tốt thứ hai đó Tiếp đến là ngày mão thì có ngày quý mão thì trong tháng này không có ngày thìn thì bị phạm rồi chúng ta không xét nữa. Tiếp đến là ngày tỵ thì có ngày đinh tỵ ngày quý tỵ đinh tỵ quý tỵ thì quý tỵ ngày 24 nhé thì quý vị cũng gì đây cho nó một sao vào đây nếu mà có nhiều cát tinh thì chúng ta lại xét tiếp. À, tại vì trong tháng này thì ngày tỵ lại có cái hai cái hung tinh này vẫn là chúng ta phải xem nhé. À, tiếp đến ngày ngọ ngày ngọ thì chúng ta có ngày canh ngọ ngày bính ngọ đúng không? canh ngọ bính ngọ canh ngọ là ngày mùng 1 này thì chúng ta cũng phải xét nhá đó Tiếp đến ngày mùi thì chúng ta lại bỏ rồi đúng không ạ? Đến ngày ngày dậu, ngày dậu thì chúng ta có ngày ất dậu. Ất dậu là ngày 16 thì đánh dấu vào đây. Đó. À, tiếp đến là ngày nhâm tuất, ngày tân hợi, ngày nhâm tuất không có, ngày tân hợi thì không có. Đó. Đó là những cái ngày nhập trạch châu đường đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét đến cái sao tốt tiếp theo là cái thiên đức thì thiên đức nó ở cấn và cái thiên đức hợp thì nó ở hợi. Thiên đức hợp ở hợi nhé. Như vậy là cái ngày hợi lại có cái thiên đức hợp đúng không ạ? Vậy là chúng ta cũng có đánh dấu vào đây. À, tiếp đến là cái ngày ngày Nguyệt Đức thì nó là ngày canh. Ngày canh thì chúng ta xem có những ngày nào này. Ngày canh thì chúng ta có ngày mùng 1 là ngày canh ngọ này. Ngày 11 là ngày canh thìn và ngày 21 là ngày canh dần. Canh dần chúng ta chọn rồi. Còn canh thìn và canh ngọ thì canh ngọ ngày mùng 1. Ngày mùng 1 thì thêm một sao nữa vào đây. Đó. Tiếp theo là đến cái ngày ngày Nguyệt Đức Hợp nó là ngày Ất. Ngày Ất thì chúng ta có ngày mùng 6 là ngày Ất Hợi này. Ngày 16 là ngày Ất Dậu này. Và ngày 26 nó là ngày Ất Mùi. À như vậy là quý vị cũng cứ cân đối nhá, cân đối xem có nhiều sao tốt thì chúng ta chọn. Tiếp đến là ngày Hoàng đạo thì nó là ngày Mùi, nhưng ngày Mùi lại phạm ngày thụ tử, đơn giản là chúng ta không chọn. Ngày Minh Đường thì nó là ngày Mão, ngày Mão cũng xấu đúng không ạ? Phạm nguyệt phá đúng không ạ? Tiếp đến là ngày Thiên Ân. Ngày Thiên Ân thì bao gồm những ngày sau này, ngày Giáp Tý, ngày Ất Sửu, ngày Bính Dần, ngày Đinh Mão, ngày Mậu Thìn, ngày Kỷ Mão, ngày Canh Thìn, ngày Tân Tỵ. Tân tị có, Tân tị nó là ngày 12 đúng không ạ? Tân Tỵ là ngày 12 nhé Ngày 12 Tân Tỵ. À, tiếp đến là ngày Nhâm Ngọ, ngày Quý Mùi, Nhâm Ngọ Quý Mùi, Nhâm Ngọ không chọn được, Quý Mùi không chọn được. À, ngày Kỷ Dậu, ngày Canh Tuất, ngày Tân Hợi, ngày Kỷ Dậu không có, Canh Tuất không có, Tân Hợi không có. Ngày Nhâm Tý, ngày Quý Sửu, Nhâm Tý không có, Quý Sửu cũng không có, đúng không ạ? Tiếp đến là ngày Mẫu Thương, ngày Mẫu Thương nó gồm bốn ngày là Thìn, Tuất, Sửu và Mùi. Ngày Thìn thì chúng ta không chọn được này. Ngày tốt, ngày tốt là chúng ta có ngày 17 và ngày 29 nhá. Như vậy là chúng ta có ngày 17 là ngày Bính Tuất. 17 này là Bính Tuất. Là ngày tốt thứ 3 và ngày 29 là ngày Mậu Tuất là ngày tốt thứ 4. 29 Mậu Tuất. Nó là ngày tốt thứ 4. Đó. Tiếp đến một ngày nữa là ngày trực thành là ngày tị đúng không ạ? Trực thành là ngày tị thì ngày tị đây. Như vậy là quý vị có thể chọn được ngày Tân Tị hoặc vào ngày Quý Tị nhá. Đúng không? Tân Tị là ngày 12 này. 12 là Tân Tị này. Và 24 là ngày Quý Tị, 24 là Quý Tị. Đó. Tiếp đến là ngày trực khai nó là ngày Mùi. Trực khai là ngày Mùi. Và ngày một ngày nữa là ngày gì? Ngày trực mãn thì nó là ngày hợi, ngày trực mãn ngày hợi nhé Như vậy ngày hợi lại có thêm một sao nữa vào đây. Như vậy là chúng ta thấy là gì? Có ngày mùng 6 ngày ất hợi này cũng là ngày tốt này. Mùng 6 là ất hợi nhé Mùng 6 ất hợi, chúng ta có thể chọn được đó. Tiếp đến là ngày nhập nhập trạch châu đường. Ngày nhập trạch châu đường do tháng này là tháng đủ thì nó sẽ bao gồm những ngày sau này. Ngày mùng 2, ngày mùng 8, ngày mùng 9. Ngày mùng 2 thì không được này, ngày mùng 8, thì nó sẽ rơi vào ngày đinh sửu cũng không được ngày mùng 9 thì nó là ngày mậu dần chúng ta chọn rồi đúng không ạ ngày 12 ngày 15 ngày 17 ngày 12 là ngày tân tỵ chúng ta chọn rồi này ngày 15 thì nó là ngày giáp thân này đó và ngày 17 thì nó là ngày bính tuất bính tuất chúng ta cũng chọn rồi đó như vậy là còn ngày giáp thân thì quý vị cân đối nhá à, tiếp đến là ngày mà ngày 21 ngày 24 ngày 25 ngày 21 thì nó sẽ rơi vào ngày canh dần chúng ta chọn rồi này ngày 24 là ngày quý tỵ đó, ngày quý tỵ chúng ta chọn rồi, đúng không ạ? Như vậy ngày quý tỵ vẫn tốt. Tiếp theo là ngày 25, 25 nó rơi vào ngày 25 là ngày giáp ngọ. Giáp ngọ vẫn còn nhiều sao xấu. À, tiếp đến là ngày 28 ngày vào ngày 30. Ngày 28 nó là ngày đinh dậu này. Ngày 30 nó là ngày kỷ hợi này. Đó. Thì quý vị có thể cân đối nhé, cân đối chọn cái ngày kỷ hợi này cũng được này, 30 kỷ hợi cũng là tốt này. Nó là ngày kỷ hợi. Đó. Đó là những ngày tốt để nhập trạch. Như vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 ngày tốt để nhập trạch trong tháng 8 âm lịch. Đó 8 ngày tốt để nhập trạch trong tháng 8 âm lịch. Và những ngày tốt nhập trạch trong tháng 8 âm lịch thì bao gồm những ngày sau đây. À ngày tốt đầu tiên là ngày mùng 9 là ngày Mậu Dần, ngày tốt thứ hai là ngày 21 là ngày Canh Dần, ngày tốt thứ ba là ngày 17 ngày Bính Tuất, ngày tốt thứ tư là ngày 29 ngày Mậu Tuất, ngày tốt thứ năm là ngày 12 ngày Tân Tỵ. Ngày tốt thứ 6 là ngày 24 là ngày quý tỵ. Ngày tốt thứ 7 là ngày mùng 6 ngày ất hợi. Và ngày tốt thứ 8 thì nó rơi vào ngày 30 ngày kỷ hợi. Đó. Đó là những cái ngày lành tháng tốt để quý vị có thể tiến hành công việc nhập trạch vào nhà mới để cho mọi sự nó được hanh thông thuận lợi và mang lại cái may mắn bình an cho gia chủ. À, thưa quý vị, à, như vậy là tử thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày lành tháng tốt. Thì quý vị có thể chép lại, chụp lại những ngày tốt này để quý vị sắp xếp chọn ra cho mình những cái ngày hợp lý nhất, đấy, hợp tuổi, hợp mệnh và giúp cho quý vị có thể chủ động hơn trong cái việc chọn ra ngày lành tháng tốt để nhập trạch về nhà mới. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.